Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt cả nhà, đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng với quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.